Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh tô tranh của mình. Hôm nay cả nhà của mình tô bức tranh đấy là một chú Spider-Man Hello Kitty thơm, một chú Hello Kitty như này, và mời cả nhà của mình đón xem nhé. Thành xong bức tranh rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong kênh tranh của mình lần sau. Chào mọi người đến với kênh tranh của mình. Hôm nay hãy cùng mình đồ bức tranh là đang một chiếc lá to khổng lồ như thế này. Hãy cùng mình đồ bức tranh này nhé. Rồi, giờ mình vừa tô xong bức tranh chú Spider-Man xanh và con Hello Kitty như thế này. Cảm ơn cả nhà đó xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.